hồn chân សូអនុលោកស្រីញញឹមកញ្ញាបងប្អូនប្រិមិត្តជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចន្ទធឿនបានវិលមកជួបបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតើបងប្អូនសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរចាស់ចំណែកនាងខ្ញុំគឺសុខធម្មតាធម្មតាតែបងប្អូនចាបងប្អូននេះជាសំនៀងរបស់លោកយាយសូសវឿនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានស្ដាប់បទចម្រៀងស្ទឹងសែនប៉ារីស គាត់គឺជាម្ចាស់ដើមនៃបទចម្រៀងស្ទឹងសែនប៉ារីសហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះក៏គាត់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដែលចូលរួមដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចមហាធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវពេជ្រច័ន្ទមនីព្រមទាំងសិល្បករសិល្បការនីជាច្រើនចូលរួមផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងនោះក៏ឃើញមាន ดารารีมฉบองดาราจึงจ๊ะจ๊ะថ្មីจ๋าคือบ้านจูบจุ๊บគ្នាពិសេសគឺគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់តែម្ដងจ๋าក៏ក្នុងរូបផងដែរក៏មានលោកយាយសូសវឿនจ๋าគឺគាត់បានឡើងច្រៀងបទចម្រៀងបទដែលមានចំណងជើងថាស្ទឹងសែនប៉ារីសจ๋าពិតជារំភើបមែនតើបងប្អូនអស់គ្នាគាត់អាយុ 80 ឆ្នាំប៉ុន្តែគាត់នៅច្រៀងបានពីរោះដដែលចាហើយអ្វីដែរពិសេសនោះគឺគាត់បានជួបជាមួយនឹងតារាជើងចាស់របស់យើងគឺអ្នកគ្រូឌីសវិតផងដែរអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏បានឃើញគាត់បានចូលរួមជាមួយនឹងលោកជ័យកាត់កំលូនចាគឺគាត់ ពេលដែលគាត់បានជួបគ្នាចាសកម្មភាពគឺពួកគាត់រួមច្រៀងអូមើលទៅពិតជាសប្បាយរីករាយបែបពេលដែលគាត់បានជួបគ្នាចាសសកម្មភាពគឺពួកគាត់រួមច្រៀងអូមើលទៅពិតជាសប្បាយរីករាយមែនទែនតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺគាត់ជាអ្នកចម្រៀងការពីសង្គមចាសចំនួនឆ្នាំ70ជាងចាគឺគាត់ចំនួនលោកតាអធិរាជសំឡេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រផងដែរហើយគាត់មានបទចម្រៀងជាច្រើនដែលគាត់បានបន្សល់ទុកណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាបទចម្រៀងជាច្រើនដែលច្រៀងបន្ស
bạn chụp cho mùi nâng lòng dây sổ sập vượt phòng đá. Chắc cứ lục xe này ra và quạt bàn xâm phê cho mùi nâng cụt cha cho mùi nâng lục dây sổ sập vượt cha hai phần mặt ngày mốn nữa tôi gọi có bàn cha có mình cập nhật đôi đơn nhìn nhóm bằng hành rồi một hai cha khơi nhờ lục dây sổ sập vượt của quạt bàn một chụp xâm tạch mà hạ thập ở đấy hôn mà nái cho mùi năng lục chung tiếc bất chân mình đi hay lục dây sổ sập vốn khôn lục dây bàn làng chơi riêng chà cứ quạt bàn chơi riêng chấm riêng cứ bọt stung sàn bà rì chà bất chế bì rù mê nè tăng ọc nì bọt stung sàn bà rì cứ mì chạc đa ông bàn bọ sài tay mì đồn hay xâm lệnh quát bất chế bằng thò mà đà mến phê tư bắp tài quát miền ở dụ tràn bằng tay xâm lệnh mà quát nâng tài chỉ định bì rùm chẳng nâng nẹ tăng ọc nế chà hay có miền ở ra dân chỉ tràn đà quát bàn chỗ rùm nâng nẹ tăng ọc nế chà chà hay bí xác cư mơ sạch chiêm bỏ quát chà cư quát miền ở dụ tràn hai bàn tay cầm lắm bà liền ấy cư nờ mùa mùn chà bí xác bê đài quát bàn chụp chì mùi chắc là bạn chúc cho mọi người được dạy cả cầm lớn hai quạt chung khỉa rộm sạch bái hai bí sách chà cứ quạt mật rùm chùm nón nên tặng ọc khỉa chà cứ chùm nón chật sập chiền hai quạt bạn chúc khỉa quạt bật chì sạch bái đi lên mình tên nên tặng ọc khỉa hai
lúc dây cắt cầm lớn một ôn tổng ạc nè bảo khát chế bàn sổ quạt hay quạt kì chế phê đi chế á rồi bỏ cậu với lục rù cũng một trường phòng đài chẳng hạn tổng ạc nè quạt cơ bàn chụp chì mùi nắng lục dây sơ sơ vườn chà bố quạt tổng pin nhạc nơi miên cầm lắng mùa muốn chà mơ tơ sơ bài đi đi tài mặt đồn chẳng hạn nè tổng ạc nè cha bị pro quát cứ chỉ để chấm riêng tăng bị sừng cúng cha cứ chăn làm chặt sập chiến hay còn rồi riêng miền chỉ vật đỏ sập ngày cha thành tầng bàn đập sừng lên quạt chỉ riêng bật tầng sàn Paris đài chỉ bật đàm đập bọc quạt hay quạt bàn chỉ riêng bật chấm riêng nứng cha bật chỉ làm phở mình tới nó nhẹ tầng ngọc này hay vì tôi rất là khinh cái đạo tì mình chấp hay là tôi khi mà sinh chỉ những khinh mình dạy tới lời lục về sinh đại trăng là đại mình sống đúng sống một bốn khăn tay phải tự đan những khinh phong này những khinh sinh chuyên bộ bằng bộ thừa đầm nào thì chết thì ngay phật cô phật tất sinh miền sự tập hiệp tăng tới tăng mở khinh chân thứ sống ở cuốn sống chim điệp liền my name.